Hey, mình là sàng của Mao ạ. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học gì ta? Hôm nay chúng ta học đọc hiểu, chiến lược làm bài đọc hiểu và những mẹo, những cái kiến thức đặc biệt phải nhớ khi chúng ta làm một bài đọc hiểu. Trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ nói qua một chút. Đó là nếu mà bạn nào muốn học cùng thầy hoặc các thầy cô với sĩ số ít thì Dũng mua đi hiện tại sẽ có lớp VIP online VIP 15 này. Chương trình học từ 55 đến 58 buổi, học trực tiếp qua Zoom từ N5 đến N1. Đó, lớp học tối đa là từ 15 đến 17 bạn. Giáo viên thì là giáo viên của Dũng Mô Đi là các bạn biết rồi đúng không ạ? Đương nhiên sẽ có trình độ N2, N1, thường là N1 đúng không ạ? Để nhiều năm kinh nghiệm và thời gian học sẽ từ 7 giờ tối giờ Việt Nam hoặc 9 giờ tối giờ Nhật Bản, 2-4-6 hoặc sẽ có lớp 3-5-7. Ok ạ. Những lớp online VIP 15 này sẽ được học trực tiếp của giáo viên này. Tất cả buổi học đều có test đầu giờ và có đầy đủ các kiến thức kỹ năng cần thiết. Và nếu không đỗ thì cho học lại. Ok ạ. Ngoài ra có rất nhiều quà tặng để quá khứ khóa học online mẹo thi đầy đủ nếu các bạn đăng ký. Ngoài ra thì sẽ có lớp VIP 500, cấp độ chỉ duy nhất có được cấp độ N1 thôi, do cô Hiền và cô Thanh đảm nhận. Sẽ khai giảng vào đầu năm sau. Là bạn nào ví dụ đang xem N2 đúng không ạ? Đỗ N2 rồi thì học N1 với cô Hiền và cô Thanh nhá, vào kỳ sau. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính. Có bạn nào háo hức không ạ? Giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính hôm nay, đó là phần đọc hiểu. Vẫn là phần chiến lược làm bài, nhưng hôm nay chúng ta đi vào chiêu bưng. Đó. Hôm nay chúng ta đi vào chiêu bưng. Thông thường ấy, thầy cô sẽ không dạy chiến lược làm bài chiêu bưng trên sóng livestream này, mà thường sẽ chỉ dạy ở trong các lớp học trực tiếp. Đó. Qua Zoom hoặc là trên web, chứ trên livestream này thường sẽ không dạy chiêu bưng. Thứ nhất là bởi vì giấu bài. Chiều thế thôi. Đó là bởi vì thường chiêu bưng nó rất là dài và các bạn phải cần phải làm trước ở nhà. Bởi vì nó không thể đủ trong một cái màn hình được. Nhưng mà hôm nay mình vẫn cố gắng. Và ngày kia mình sẽ dạy các bạn một bài làm chiến lược làm bài chô bưng đoạn văn dài ấy. Mình vẫn cố gắng làm sao để chúng ta có thể cùng nhau học chiến lược làm bài chô bưng ở trên sóng livestream này. Đó. Cách làm thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ cùng biết. Đó. Thì hôm nay là cái buổi mà gần như rất là hiếm khi chúng ta được học về chiến lược làm bài chô bưng ở trên livestream, cho các bạn đừng bỏ lỡ. Và tốt nhất các bạn nên tag bạn bè hoặc là share cái video này lên tường để không bị bỏ lỡ nhá. Rồi, ok chưa ạ? Bắt đầu đi vào phần quan trọng này. Chiến lược làm bài nói chung trong phần chiêu bưng này chúng ta có những chiến lược sau. Thứ nhất, ở đây mình nghĩ là sẽ có những bạn từ N4 đến N1, N4, N3, N2, N1. Nhưng đặc biệt những bạn N2 và N1 nhé. Riêng N2 và N1 kể từ 2023, số lượng đã thay đổi. Bạn nào mà bây giờ vẫn chưa biết điều này thì cực kỳ nguy hiểm. Còn 2 tuần nữa thôi ạ. Nó đã thay đổi từ đầu 2023. Trước đây thì N2, N1 phần chiêu bưng trung văn sẽ có 3 bài. Và mỗi bài là 3 câu hỏi. 3 x 3 là 9. Tổng cộng có 9 câu hỏi. Bây giờ nó sẽ là gì ạ? 4 bài. Dài hơn. Nhưng số câu hỏi thì là gì ạ? 4 x 2 câu hỏi một bài. 4 x 2 bằng 8. Các bạn nhé. Đọc sẽ phải nhiều hơn. Nhưng mà số câu trả lời thì ít hơn. Đó. Những bạn nào N2, N1 chú ý này. Thứ hai là gì ạ? Nhiều bạn sẽ thấy là những bài chiêu bưng hay những bài chô bưng là dài và sợ. Nhưng tuy nhiên, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phương pháp để coi một bài chiêu bưng dài như thế này bằng 2 hoặc 3 bài tan bưng ghép lại mà thôi, thường sẽ 2 bài. Đó. Bằng cách nào? Lát nữa chúng ta cùng nhau xem. Một cái nữa là gì ạ? Dùng phương pháp tìm keyword từ câu hỏi và đáp án để lọc ra phần cần đọc kỹ và phần có thể đọc lướt. Ok chưa ạ? Nhá. Keyword là gì? Keyword là phần xuất hiện ở trong câu hỏi hoặc là những từ xuất hiện liên tục ở 4 đáp án. Các bạn nhớ lại chưa ạ? Rồi. Ngoài ra lại bonus thêm cho các bạn một cái mẹo nữa. Hôm nay có quá nhiều mẹo. Thứ nhất, đặc biệt là những bạn N3 này, chỉ cần những nhỏ mẹo nhỏ này, thậm chí những bạn N3 có phải làm đúng 2-3 câu, thậm chí cả một bài dài. Đầu tiên, nếu hỏi về số nộ, cô nộ, số đệ, cô đệ thì hãy nhìn ngay câu liền trước. Đấy sẽ là đáp án. Với các bạn N3 nhé. Với các bạn N1, N2 thì là gì ạ? Có thể ngay câu liền trước hoặc 1-2 câu liền trước. Đó, ví dụ N1 thì thường nó hay lừa lừa, nó dích dắc một tí thì nó sẽ cách mất một câu. Còn hầu như sẽ là gì ạ? Ngay câu liền trước. Các bạn chú ý nhé. Câu liền trước nó chứa gì ạ? Nó chứa đáp án luôn.
Tiếp theo ạ, nếu có câu hỏi điền vào chỗ trống, thường đã ra vào N3 và N2, nhưng N3 sẽ là nhiều nhất. Thì mục đích thường sẽ check xem thí sinh có đang hiểu đúng mạch văn ở những câu trước hay không. Tại sao chúng ta cần phải biết cái này? Để chúng ta biết là nếu gì ạ, câu hỏi điền vào chỗ trống, thì hãy đọc kỹ cái mạch văn ở một vài câu trước và hiểu đúng nó, thì auto sẽ điền được đúng vào chỗ trống mà thôi các bạn nhá. Đó, và đương nhiên mình sẽ không đưa những cái mẹo này xuông, mà chúng ta sẽ áp dụng luôn vào một bài ngay sau đây. Rồi, sẵn sàng chưa? Đầu tiên sẽ là một ví dụ về N3 nhé. Ok, đề N3 tháng 12 năm 2023 mới gần đây thôi. Rồi, là một bài trư vương các bạn nhé. Ví dụ đây là một bài N3 các bạn nhé. Vậy thì, đây, nó dài chưa, chuẩn độ dài của bài trư vương N3 chưa? Đây, và sẽ có 3 câu hỏi. Bây giờ, mình sẽ chia bài này làm 2 đoạn. Các bạn sẽ coi một cái bài dài này là hai bài tan bưng giúp mình nhá. Hôm nay chúng ta làm theo kiểu này để chúng ta chứng minh cái câu chuyện này. Để chúng ta chứng minh cái lý thuyết này. Nó có đúng không? Nó có hiệu quả không, đúng không? Đây, đây là một nửa bài trư vương đó. Trư vương tháng 12 năm 2023 trình độ N3. Ok. Nào. Vậy chúng ta cùng nhau chữa nhá. Nhiều bạn bắt đầu comment đã bán rồi. Ví dụ, coi như đây là một bài tam bưng đi. Đúng không ạ? Mặc dù nó là nửa đầu của bài trư bưng. Và chúng ta có đây. À, người ta hỏi gì ạ? Nào, bạn nào ở trong đây, có những bạn nào là xem theo dõi livestream thứ 6 tuần trước của mình thì đều biết là gì ạ? Nào, đầu tiên này tìm keyword. Keyword ở đâu? Thứ nhất là gì? Keyword nó sẽ nằm trên này. Hoặc là cái phần nó lặp đi lặp lại ở dưới này. À, ở đây nó có cái gì? Thứ nhất này, nan no tame ni, đúng không ạ? Cái này là asai chi, tức là cái phiên trợ sáng o hajimeta no ka. A machi ni aru mise no tenshu tachi, đúng không? Những người chủ tiệm của cửa hàng ở thành phố A, tại sao họ lại, đúng không ạ? Hay là họ bắt đầu cái phiên trợ sáng này để làm gì? Nào, ở đây có cái gì nhỉ? Hôm trước vừa học xong. Có cái gì ta? Có từ nan no tame ni, để phục vụ mục đích gì? Nhưng nó cũng có thể hiểu một nghĩa khác là gì ạ? Làm phiên chợ sáng này để làm gì? Vậy đi tìm lý do, đúng không? Đi tìm lý do thì tìm cái keyword gì, đúng không? Và thứ hai nữa, chúng ta tìm thấy những cái keyword như thế này. Đó, và chiếu vào đây. Thì thứ nhất, có keyword đó. Và nhìn thấy gì ạ? Ta mê chưa? Và nếu bây giờ mình lại phải dạy lại tất cả những cái chiến lược, cái mẹo mình đã dạy, thì các bạn sẽ không học được mẹo mới. Mẹo nào mình dạy rồi các bạn memo lại, tự nhớ lại, đúng không ạ? Chứ ngại dạy đi dạy lại những cái mẹo đấy thì các bạn không, mình không có thời gian để dạy các bạn những mẹo mới, đúng không? Đây, tame này, noda này. Đấy. Nó chỉ có thế thôi, đúng không? Rồi là gì ạ? Hajimeta no wa, đây còn gì nữa? Đây. 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 Keyword đấy chứ còn đâu? Vậy đáp án nó sẽ nằm ở đâu ạ? Nó sẽ nằm ở đấy. Đúng không ạ? Những cái keyword nó nằm ở đây, tức là sao ạ? Chúng ta sẽ đọc từ đây. Đọc những phần nó chứa như này và đặc biệt những cái câu này là những câu chứa đáp án. Đó. Vậy xem tại sao người ta đã bắt đầu cái phiên chợ sáng đấy. Ừ. Đây đây này, thì đây cũng là cái keyword hay còn gì nữa. Những người chủ cửa hàng họ đã bắt đầu mở cái chợ sáng này để gì? Để những người khác, đúng không ạ? Biết đến điểm tốt, biết đến chất lượng của những sản phẩm trong cửa hàng của họ. Đó, họ mở phiên chợ này để cho mọi người biết đến chất lượng sản phẩm, đúng không ạ? Của cửa hàng họ. Ok chưa? Xong rồi. Đó. Ngoài ra có một cái lý do nữa là gì ạ? Bởi vì có rất nhiều người đã trở nên sử dụng cái siêu thị. Và ý là gì ạ? Không sử dụng những cái cửa hàng, à gì, không sử dụng sản phẩm cửa hàng họ nữa. Thì đấy cũng là một lý do để họ mở cái phiên chợ sáng này, đúng không ạ? Mở ra để anh biết sản phẩm tôi cũng tốt, kém gì siêu thị đâu. Đừng dùng sản phẩm siêu thị nữa, dùng sản phẩm tôi đi chẳng hạn, đúng không? Thì tóm lại vẫn là gì? Đáp mấy nhở? Đáp số 4. Y nguyên luôn. 自分たちの店の商品の良さをもっと知ってもらうため. Ý ですね. Hỏi. Chứ có phải là gì đấy? Để tăng những cái chỗ mà có thể mua đồ giá rẻ trong con phố không?
không. Không nói thế nào? Ở số 2 đã bảo là gì ạ? Để tạo ra những nơi mà những vị khách đến từ những thành phố, những con phố gần đấy có thể vui chơi trong con phố. Và tạo ra cái nơi mà những vị khách từ bên ngoài vào để vui chơi, đúng không? Không phải. Không nói thế nào cả. Số 3 bảo là gì? Để truyền thông, để quảng bá nhiều hơn về vẻ đẹp, phong cảnh của thành phố mình. Liên quan gì đâu? Liên quan đến phong cảnh gì đâu? Ok chưa? Dễ quá đúng không ạ? Câu này thậm chí phải làm trong 1 phút. Rồi. Đó. Ngoài ra thì các bạn chúng ta chưa đọc thì mình đã dịch qua nhá. Người ta bảo là cái thành phố A này này là cái thành phố rất là đẹp, ven biển, đúng không ạ? Và cái chợ phiên buổi sáng được mở ở cảng biển mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, cũng là một cái phiên chợ rất nổi tiếng. Và cái phiên chợ sáng này là cái phiên chợ mà những cái cửa hàng ở thành phố A đó mà họ sẽ bán bánh này, bánh ngọt, bánh mì, rau, thịt, cá, đúng không ạ? Và ngoài ra thì nhiều khách hàng ở thành phố khác cũng đến đó để mua hàng rất đông. Ý đấy, nghe chưa? Và đến đây thì người ta bảo là gì ạ? Lý do à, cái người đúng không ạ? Cái người bắt đầu cái phiên chợ này là những ông chủ cửa tiệm từ xưa ở thành phố, ông chủ cửa tiệm lâu năm ở thành phố. Khoảng 30 năm trước xuất hiện một cái siêu thị rất lớn, đó, cạnh tranh đúng không? Và rất nhiều người không sử dụng chợ hay là không đi đến cửa hàng nữa mà sử dụng siêu thị. Vì thế những người chủ tiệm mới tạo ra cái phiên chợ này để nhiều khách hàng biết đến cái chất lượng của sản phẩm cửa hàng mình, đúng không ạ? Ok chưa? Rồi, đấy, dịch thì rất dài, những cái phần chúng ta chú ý đọc kỹ, nó không hề dài đâu. Rồi nhá, bởi coi như cái phần tiếp theo này là một bài tạm ngưng khác. Và chúng ta sẽ trả lời không phải là một câu mà hai câu. Và các bạn cố gắng làm trong thời gian nhanh nhất có thể nhá. Rồi. Các bạn trả lời cả A2 lẫn A3 nhá. Các bạn ơi, các bạn trả lời cả A2 lẫn A3 nhá. Và các bạn phải cẩn thận nhé, A3, tức là câu hỏi số 3 của bài này ấy, làm câu hỏi không dễ. Không phải nhìn phát là có biết luôn đâu. Ok, nào. Vậy chúng ta xem nhé. Đây. Đây là A2, là câu hỏi này. Sore to aru ga nani ka? À, một câu hỏi hỏi về đoạn cái chân. Cái sore đấy là gì? Và vừa nãy chúng ta vừa học lý thuyết xong, nhớ không nhỉ? Trước khi vào bài này mình đưa cho các bạn một cái gọi là cái công cụ để chúng ta đối phó bài này, đó là gì ạ? Nhìn ngay câu liền trước, đúng không ạ? Nhìn ngay câu liền trước, chỉ đơn giản thế thôi. Nào chúng ta xem nào. Nhưng trong này thậm chí nó không có câu liền trước cơ. Nó nằm luôn ở trong một cái câu dài, tức là gì ạ? Nhìn luôn cái vế đằng trước. Đó, người ta bảo là gì? Sonna ni ninki ga aru nara takusan ureba ii no da ga sore wa shinai sou da. Tức nếu mà được mọi người yêu thích như thế thì bán nhiều là được mà, mọi người đều rất thích, nhiều người muốn mua sản phẩm thì bán rất nhiều là được mà. Nhưng nghe nói là họ không làm thế. Vậy thế này là việc gì? Thế này là cái gì? Câu hỏi đấy, đây là câu hỏi. Thế này là cái gì? Là cái việc bán nhiều, nhiều người muốn mua, nhiều người thích thì bán nhiều, nhưng người ta không làm thế. Vậy cái số D này là cái việc bán nhiều, đúng không? Vậy thì ăn mấy? Dễ chưa? Ừ. Đâu là cái bán nhiều? Nhìn dài thế này thôi, nhưng thằng này nó bảo là gì ạ? Bán đắt. Bán đắt không? Nói đắt rẻ gì ở đây không? Rồi tăng số lượng ở đây không? À quên, tăng chủng loại. Tăng chủng loại ở đây không? Hay là gì? Cái này gọi là gì nhỉ? Asaichi de shika kaenai shouhin o heijitsu ni mise demo uru.
tức là bán những sản phẩm chỉ có thể mua được ở phiên chợ sáng. Thì bán ở đâu ạ? Bán ở cả cửa hàng bình thường và ngày bình thường. Đây là phiên chợ sáng, thường chỉ bán buổi sáng thôi đúng không ạ? Thì ý là gì ạ? Bán cả ngày bình thường nữa. Nhưng câu chuyện bán vào bao giờ đấy, nó có nói không ạ? Không. Nó có nói về ngày nào đâu. Thì câu chuyện ở đây là gì ạ? Chỉ là bán nhiều thôi, mốt tổ ư đựng. Đơn giản vậy thôi, đúng không ạ? Asai chỉ để nín kì gà để sô hình ngốc. Asai chỉ để mốt tổ ư đựng của tổ. Đơn giản vậy thôi. Có cái gì đâu. Chỉ cần như thế thôi là đã được một điểm rồi. Quên, đúng một bài chứ. Một bài này chắc khoảng 3 điểm. 3 điểm có gì đâu khó nhỉ? Nào, đến câu 3 này. Câu A3 này mới là câu mà nhiều bạn. Đây, chính các bạn tự nhìn vào phần comment. Chính các bạn tự nhìn vào phần comment xem. Có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có rất nhiều ý kiến trái chiều. Nào, đâu là đáp án đúng để bỏ vào đây? Vừa nãy lý thuyết là gì ạ? Check thí sinh có đang hiểu đúng mạch văn ở những câu trước không? Tức là chúng ta chỉ cần đọc đúng mạch văn ở câu trước là chúng ta, những câu trước nhé, là chúng ta chọn đúng. Đây, nó bảo điền ở đây này. Ok, các bạn có hai sự lựa chọn. Một là đọc kỹ 4 đáp án, sau đó mới bắt đầu nhìn vào đây để làm. Hoặc đọc kỹ ở đây rồi nhìn 4 đáp án cũng được. Mình thấy cả hai cách làm đều như nhau, đều làm được, tức là đều hiệu quả. Cái quan trọng là gì ạ? Quan trọng là một, hai câu liền trước các bạn có hiểu nó không? Đó, và tiện thể đọc đến đây rồi đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đọc ở đây. Thực ra đây cũng là cái câu. Đúng không? Thực ra đây cũng là cái câu nó ngay liền trước đấy thôi. Cái chấm câu này này, ngay liền trước đấy thôi. Mục đích của cái phiên chợ sáng này này không phải là kiếm tiền ở phiên chợ đó. Tại sao đang nói câu này ạ? Giải thích tại sao mà không bán nhiều. Nhiều người muốn mua thì phải bán nhiều chứ. Nhưng người ta bảo không phải, không bán nhiều. Đang giải thích lý do tại sao lại thế đúng không? Bởi vì mục tiêu của nó không phải là để kiếm tiền. Mà là gì ạ? Mà để những người mua hàng họ biết. Đấy. Họ biết về cửa hàng của những người chủ tiệm ở thành phố đó. Đúng không ạ? Và đấy là lý do họ mở ra mà đúng không? Đang nói ở đoạn, mới nói ở đoạn trước xong. Và sao ạ? Họ muốn tăng lượng khách mua hàng ở cửa hàng trong thành phố A. Đấy. Ok chưa? Vậy chúng ta hiểu được cái câu này là được bỏ vào đây được. Chính vì thế cho nên tối ưu cô tổ nhìn nát tê được ở đây nó là gì ạ? Quy định. Cô tổ nhìn nát tê được quy định đấy. Cô tổ nhìn nát tả đúng không? Việc gì đã được quyết định đấy đúng không? Vậy quy định ở đây là gì? Những người, đọc kỹ này. Dịch không đúng chỗ này là tự nhiên là hiểu sai này. Những người, không phải những người mua hàng nhá, mà những người có thể đưa sản phẩm ra chợ, tức những người có thể bán hàng ở chợ này, sẽ chỉ có thể là những người nào thôi. Mục tiêu là gì ạ? Không phải để kiếm tiền và để tăng lượng hàng, tăng lượng khách hàng mua ở cửa hàng thành phố A. Cho nên những người có thể bán hàng ở đây sẽ chỉ là những người, người gì? Đoán xem, không cần nhìn đáp án đoán xem. Là những người chủ tiệm ở thành phố A còn gì nữa đúng không ạ? Chả lẽ để thành phố B, thành phố C, D, E, F đúng không? Nào, thế các bạn nghĩ là phần mấy? A, đáp án 1 còn gì nữa? Là những người, không phải là ở thành phố A nhé, là những người có cửa tiệm ở thành phố A. Vì mục đích của nó là gì ạ? Tăng khách hàng mua hàng ở cửa hàng thành phố A mà. Chứ không phải để kiếm tiền. Thì chỉ có những người có cửa hàng ở đây mới được bán hàng ở phiên chợ sáng đó. Ok chưa? Chứ các bạn nhìn câu 2, câu 3 có vẻ đúng. Nhiều bạn chọn đấy. Tại sao nó sai? Những người có cửa hàng ở trong phố, tức là ở trong thành phố A và ở ngoài thành phố A, nó làm gì? Thế ở đâu chả được đúng không ạ? Thế thì cho cái từ đa kê vào đây làm gì? Vô nghĩa à? Đang nói là chỉ đúng không? Đấy. Chỉ. Đấy. Trước cái phần này nó có từ chỉ. Chỉ vậy, chỉ những người ở thành phố A và ngoài thành phố A thì gọi quái là chỉ đúng không ạ? Đó. Vậy sai. Những người muốn mở cửa hàng ở thành phố A. Ai chẳng muốn. Thế thì còn gọi gì là gì? Gọi gì là... Gọi là gì? Private à? Gọi gì là... Chỉ ưu tiên ai đúng không ạ? Và như thế thì làm sao mà thu hút được khách hàng mua hàng ở cửa hàng thành phố A được? Rồi, cuối cùng nhờ bạn chọn 4 này. Là những người hay mua đồ ở
cửa hàng thành phố A. Các bạn sai câu này là bởi vì, tức là các bạn chọn 4 là bởi vì các bạn đọc nhầm cái này. Vừa nãy mình phải nhắc lại một lần. Đây này. Không phải là những người có thể mua hàng, mà những người có thể đưa hàng hóa của mình vào chợ. Tức là những người có thể bán hàng ở đây là ai? Đó, cẩn thận nhá. Cẩn thận. Thế mình mới nói là gì ạ? Để điền được vào ô trống, cần phải hiểu đúng mạch văn, tức là một hai câu liền trước của phần ô trống. Nhớ nhá. Đó, hiểu đúng từ, hiểu đúng câu này nó nói cái gì là được. Hay. Ok chưa? Đây là đề đúng phần kỳ này năm ngoái. Vậy nếu giả định cái câu này nó ra trong năm nay, có phải các bạn sai câu này không? Có phải các bạn sai câu này không ạ? Vậy nếu bạn nào mà thi N3 năm nay thì hãy là gọi là gì? May mà mình được sai ở đây, đã đổ mồ hôi trên thao trường thay vì đổ máu trên chiến trường đúng không ạ? Ok? Đó, hãy nhớ những cái lý thuyết vừa nãy mình nói. Ok chưa? Bạn nào mà thi N3 phải có một like đúng không ạ? Rồi, tiếp theo. Hôm nay thì thời gian chúng ta có hạn, cho nên chúng ta khả năng thì chúng ta sẽ đi ví dụ liên quan đến N3 và N2 thôi. N1 thì khả năng sẽ đợi buổi sau chúng ta đi về những lý thuyết liên quan đến phần tam bưng, thì chúng ta sẽ có ví dụ của N1. Ngoài ra, trước khi đi đến N2 chúng ta sẽ có này, nhớ lại lý thuyết về cách tạo nên đáp án đúng, nhớ nhá. Rồi, giờ chúng ta đi vào đề N2 tháng 7 năm 2023, một bài chiêu bưng. Đấy, chiêu bưng N2 đương nhiên nó dài hơn, và đây mình sẽ cắt một nửa. Đấy, nó dài như thế. Mình sẽ chia làm hai, hai phần bằng nhau. Và trong bài nó cũng chia như thế, đúng không ạ? Nó cũng thành các đoạn đúng không ạ? Và hai đoạn đầu là đây. Vậy chúng đọc hai đoạn đầu này và trả lời câu hỏi đầu tiên giúp mình. Và trả lời câu hỏi đầu tiên giúp mình. N2 các bạn nhá. Mình ký hiệu là B1. Rồi cho các bạn 3 phút bắt đầu. Ok. Vậy là các bạn đã bắt đầu comment đáp án của phần B1. Tuy nhiên cũng có một vài sự khác nhau ở đây. Nào chúng ta xem nhé. Câu hỏi là gì ạ? Yomikikase no mae ni katarite wa kodomo tachi ni taishite donna kufu o shiteru no ka? Nào. Đầu tiên chúng ta phải xem là nhớ lại, vừa nãy mình bảo nhớ lại đúng không? Nhớ lại hôm trước lý thuyết là gì? Tìm từ đồng nghĩa. Nhưng nhiều bạn thậm chí đến bây giờ còn chưa hiểu cái từ kufu nó là cái gì để đi tìm từ đồng nghĩa. Kufu là gì các bạn? Và kufu nó đồng nghĩa với từ gì? Nhiều bạn sẽ đang dịch đây là từ công phu. Đúng không? Thì đúng là chữ Hán là từ công phu. Nhưng ý ở đây là gì? Nó là gì? Nó là cái sự sáng tạo trong cách làm. Đó, nó có những cái cách làm gì, những cái cách làm mới như thế nào để giải quyết vấn đề gì. Đó, tức là đây người ta hỏi là gì ạ? Yomikikase là kể chuyện. Đó. Trước khi kể chuyện thì người kể sẽ làm những thứ như thế nào, sẽ có những cái mẹo thế nào, những cái idea thế nào để kể cho những đứa trẻ. Ý đấy. Rồi. Đây, và các bạn thấy nó nằm ở đây. Yomikikase no mae no toki ni wa, đúng không? Ngoài ra này, trước khi đọc chúng ta thấy cái mở bài nó bảo là gì ạ? Dưới đây là một đoạn văn viết về việc shisho, tức là người thủ thư, thư viện là người thủ thư, những người làm công tác văn phòng hay sắp xếp sách vở ở thư viện gọi là thủ thư. Kể về câu chuyện là những người thủ thư này họ đọc sách và kể về những câu chuyện trong sách cho những đứa trẻ. Vậy phần này katarite ở đây nó chính là từ gì ạ? Chính là từ shisho này. Nếu câu 1 và câu 2 các bạn nhìn thấy thì biết là gì ạ? À, shisho này chính là katarite. Ok chưa? Rồi. Thứ nhất chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Khi kể chuyện thì đằng sau là một đoạn rất là quan trọng. Ngoài ra này, có một từ rất quan trọng khi mà đọc hiểu đó là gì? Sumari. Nhớ nhé. Tại sao sumari lại quan trọng đọc hiểu? Có hai lý do. Thứ nhất là nó là phần có thông tin quan trọng. Có thông tin quan trọng. Thứ hai là chúng ta dùng khi chúng ta không hiểu bài. Ta sẽ có thi thoảng nhá. Có thể là N2, N1, N3 gì cũng thế thôi. Đoạn trên này, ví dụ thế. Nó nhiều từ khó quá. Hoặc chúng ta đọc chúng ta không hiểu. Nếu chúng ta tìm một từ sư mà đi, đây sẽ là cứu cánh để phao cứu trợ
trong bất cứ bài đọc hiểu nào. Vì đây nó sẽ là phần tóm tắt toàn bộ ý ở trên. Tức là không cần đọc phần trên, đọc phần dưới là được. Đó. Chỉ cần đọc từ Sư-ma-đi là được. Còn đương nhiên các bạn đọc được cả hai, các bạn càng dễ để chọn đáp án, đúng không ạ? Còn đọc Sư-ma-đi thì sẽ cần phải tinh ý hơn một tí. Nhưng mà nếu trên này không đọc cũng được, vì khi có Sư-ma-đi. Đó. Nó bảo là gì ạ? Ở đây mình sẽ dịch từ Sư-ma-đi trước nhá. Đang giả định là không đọc chuyện đoạn trên, không hiểu đoạn trên, đang giả định như vậy. Người ta bảo là không lao vào nội dung của cuốn sách ngay lập tức, mà sao? Cho đứa trẻ xem cuốn sách một cách chậm rãi. Đó. Và giới thiệu đến những đứa trẻ về cái thế giới trong câu chuyện đó. Và không chỉ, đúng không ạ? Những đứa trẻ đấy nó cảm thấy vui quá, thú vị quá là được. Không phải thế. Mà gì ạ? Từng người một, tức là gì? Từng đứa trẻ một ở đây đều phải vào được cái thế giới trong câu chuyện đó. Và tự mình cảm nhận được một cái câu chuyện, một cái lời nhắn gì đó trong cái câu chuyện mà anh thủ thư anh kể kia. Và đó mới là buổi nói chuyện đúng ở trong thư viện. Vậy cách kể chuyện ở đây là gì? Là không đọc nhanh, là không lao vào luôn câu chuyện, mà phải cho xem một cách chậm rãi. Và từng đứa trẻ một sẽ phải sao? Hóa thân và đi vào trong cái thế giới trong câu chuyện đó. Vậy chọn được chưa ạ? Chọn rồi. Câu nào đúng nhất trong 4 câu này? Chúng ta nhìn câu 1 này. 時間をかけて. À, đồng nghĩa chưa? Đồng nghĩa rồi. Nó đồng nghĩa với từ じっくり hoặc là ゆっくり. Đấy, đều đồng nghĩa nhá. Tìm từ đồng nghĩa thôi mà. Hôm nó sekai ni haireru youni, đúng rồi. Lại phần vừa nãy nói. Ở đây có phần là gì? Hyoshi kara misete iku, tức là cho xem từ bìa sách. Chưa có nói, bởi vì chúng ta bỏ một cái đoạn trên mà. Nhưng những phần quan trọng nhất nó đều có ở đây rồi. Vậy nếu chúng ta không đọc đoạn trên, để họ chấm ở đây. Nó không sai đúng không ạ? Nó chưa có thôi đúng không? Câu số 2 này. Cho xem những cái trang nhiều chữ để có thể nhảy vào trong cái nội dung của cuốn sách. Nhưng ngay từ đầu người ta bảo là tobikomu janai desu. Không lao vào nội dung cuốn sách. Đó. Thứ ba này. Để đứa trẻ gì ạ? Nâng cao sự quan tâm, hứng thú hơn với cuốn sách đó thì truyền đạt thật nhiều thông tin bằng cách gì ạ? Vừa kể vừa cho xem cái bìa. Nhưng cái câu chuyện này mục đích để tăng cái sự thu hút, tăng cái tính hiếu kỳ, sự quan tâm của đứa trẻ có nói ở trong phần Sư-ma-đi không? Không nói. Số 4 này. Cho nó tự mở một cách tự do để tự nó cảm thấy một cái gì đó. Tự nó cảm thấy một cái gì đó để xem có nói không ạ? Có vẻ có nói đúng không ạ? Nhưng mà tự nó cảm thấy một cái gì đó là nó hơi quá nhỉ. Đây là người đọc người ta kể để cho nó tự cảm thấy, chứ không phải là tự nó đọc không tự nó cảm thấy đâu nhé. Ai là người đọc ạ? Kodomo tachi o sete annai suru desu ne. Vẫn phải giải thích cho bọn trẻ con mà. Đâu phải để chúng nó tự dở đâu. Đó, vậy chúng ta chỉ cần đọc đoạn này là chúng ta có thể loại được 3 đáp án này và chọn đáp án số 1. Để chọn đáp án số 1. Đương nhiên, để xác nhận là nó đúng hẳn thì phải đọc nhiều hơn. Đó là đoạn trên này nữa. Nó bảo là gì ạ? Đầu tiên, thế này. Cho đứa trẻ xem từ cái bìa sách. Nghe chưa ạ? Và khi mở cái bìa sách ra thì nó xuất hiện cái Mikai Shigami, tức là cái tấm giấy lót. Và ở đấy thì có thể là không có màu hoặc có thể là có màu. Rồi là có thể là cái bức tranh liên quan đến nội dung cuốn sách. Nhưng dù nó là gì nữa thì đều cho xem từng thứ một. Vậy có đúng với câu chuyện là cho xem từ bìa sách không ạ? Đúng rồi. Vậy chắc chắn hơn một đúng. Nếu mà ví dụ đoạn trên không đọc được nhá, đọc mỗi sư mà đi nhá, vẫn chọn được đúng không? Dùng phương pháp loại trừ. Còn nếu đọc được thì càng chắc chắn hơn là tất cả những thành phần cấu tạo nên câu 1 đều có lý do để đúng. Vậy chúng ta chọn 1. Thế thôi. Đấy, rất là logic đúng không các bạn? Khi các bạn làm bài các bạn phải logic như vậy thì cực kỳ nó tránh được lỗi sai. Đó. Sợ nhất là những cái lỗi sai không đáng kể. Ok chưa? Rồi. Câu số 2. Nào, để câu số 2 chúng ta sẽ đọc phần này. Xin mời các bạn.
Ok, vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem B2 đáp án mấy nhá. Nào. Câu hỏi ở đây đó là gì ạ? Theo tác giả thì để kể chuyện về một cuốn sách cho những đứa trẻ nghe thì người kể cần những sự chuẩn bị như thế nào? Vừa nãy chúng ta vừa tìm ra cái từ đồng nghĩa với catarite ở đây trong bài này là gì? Shisho. Thủ thư đúng không? Vậy xem nào. Nói cách khác là gì ạ? Cái ông thủ thư ông cần làm gì? Thứ nhất này. Đấy. Đã thấy cái lợi ích để tìm từng từ đồng nghĩa để làm gì chưa các bạn? Đấy, nó viết thế này. Nó dùng từ đồng nghĩa thôi. Nhưng mà không để ý ơ. Người ta hỏi là catarite cơ mà. Nhưng nó chính là shisho đấy. Đúng không ạ? Đấy. Cần làm gì đây, người ta viết rõ đây rồi. Cần gì đọc cái phần trên này. Thậm chí đọc thì để cho biết tại sao những cái còn lại sai đúng không? Thì người ta bảo là gì ạ? Trước khi nói chuyện hoặc trước khi kể chuyện thì sao? Phải đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn sách đó. Và suy nghĩ xem hai cái. Thứ nhất là gì ạ? Suy nghĩ xem cái ông tác giả cuốn sách đấy, ông ấy định nói gì thông qua cuốn sách. Và thứ hai là gì ạ? Mình nên ngắt nghỉ ở đâu cho được, đúng không ạ? Kể chuyện ngắt nghỉ như thế nào. Và từ đó mới bắt đầu gì ạ? Luyện tập. Đấy, luyện tập đọc sách, luyện tập kể chuyện những đứa trẻ nhé. Và trong trường hợp chúng ta kể chuyện thì này, ngữ pháp gì? Ngữ pháp hô đồ. Hô đồ gì ở đâu trước? Gì đằng sau trước? Người ta cho là, hay là mọi người đều nghĩ là phải cần. Nếu mà kể chuyện nhá thì cần phải đọc đi đọc lại Yomikomu đúng không ạ? Đến mức học thuộc gần như toàn bộ nội dung cuốn sách mới thôi. Đấy. Thậm chí cần đọc đến mức học thuộc. Đúng không? Và để kết nối những đứa trẻ với một cuốn sách thì cần sự luyện tập vất vả và hai điều đây nó dịch là gì ạ? Và cần cái lòng quan tâm như vậy đối với những đứa trẻ. Đấy. Vậy nói chung là chúng ta chỉ cần quan tâm là gì ạ? Cần làm gì thôi đúng không? Đấy, luyện tập đi luyện tập lại đây này. Luyện tập đi luyện tập lại. Suy nghĩ xem tác giả nghĩ gì, ngắt nghỉ ở đâu, luyện tập đi luyện tập lại và đọc nhiều đến mức học thuộc. Ok, xem đâu là đáp án nó gần với cái đấy nhất. Nào. Thứ nhất là gì ạ? Biết cái hứng thú, cái sự quan tâm của những đứa trẻ để nó nghe một cách thú vị, nghe một cách vui, chả liên quan. Không nói. Thứ hai là gì ạ? Luyện tập đọc nhấn nhá. Đấy. Tức là nhấn âm, nhả âm. Nhấn nhá sao cho thể hiện được suy nghĩ của tác giả. Không nói nhá. Số 3 nào. Để truyền đạt được cái suy nghĩ của tác giả thì cái người đọc cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, hiểu nội dung và luyện tập. Phần này đáp án luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Thế câu số 4 này. Nhiều bạn bảo em thấy cái này cũng đúng. Nhưng đúng một nửa thôi. Bạn nào buổi sau là thứ mấy nhỉ? Buổi sau là thứ 3, có thể là buổi sau hoặc là buổi thứ 4 mình sẽ nói với các bạn cái lý thuyết là cách tạo nên một đáp án sai. Thì có một cái cách tạo nên một đáp án sai đó là gì? Nửa đầu thì đúng, nửa sau thì sai, nó sai đúng một câu thôi. Xin lỗi, nó sai đúng một từ thôi. Đấy. Suy nghĩ xem tác giả định nói cái gì. Đúng rồi, nhưng là gì ạ? Phải biết nói, tức là kể lại nội dung bằng một cách nói khác. Ikaera thì kể lại nội dung bằng cách nói khác có nói không? Có trong bài đâu, bị sai đúng không? Câu 3 đúng nhất. Ngoài ra ấy, cái câu chuyện là gì ạ? Nhấn nhá ở đây, nếu các bạn đọc lướt thêm một phần trên này thì nó phủ định hoàn toàn. Đây này, nó bảo này, thay vì đúng không ạ? Thay vì những cái cử chỉ quá gọi là quá mức, lòe loẹt quá mức, hay âm sắc này kia đúng không ạ? Âm sắc quá mức thì nên là gì ạ? Có những cách nói cố gắng tự nhiên nhất và đi kèm với những cái cử chỉ sao? Đây này, nó giải thích này, kaime đây này. Không quá phô trương, nhẹ nhàng, tự nhiên nhất thì mới đúng là để truyền đạt được suy nghĩ của tác giả đến với những đứa trẻ. Chứ không phải là nhấn nhá. Thực ra nhiều bạn nghĩ là nhấn nhá đúng mà, nhưng mà thực ra nhấn nhá chính là gì ạ? Nó chính là màu mè.
Đấy, nó chính là ogesa. Nó chính là gì ạ? Tay chân múa múa như này đúng không? Đó. Đấy. Không nhấn nhá mà tự nhiên. Nhấn nhá là cái đối nghĩa của gì ạ? Shizen. Đó. Shizen là đọc bình thường, bình tĩnh, nhẹ nhàng. Ok, và đó là bài học ngày hôm nay. Và chúng ta gặp được rất là nhiều những kiến thức mới, những mẹo mới và những cái cách làm bài mới. Và hy vọng là thông qua hai cái ví dụ này chúng ta đã hiểu được gì ạ? Hiểu câu chuyện mình nói ở đầu bài ngày hôm nay. Ngoài những cái mẹo kia thì đây, lại hiểu lý do tại sao mình nói là gì ạ? Coi một bài chiêu bưng là 2 đến 3 bài tăng bưng ghép lại mà thôi. Ý đấy. Ngoài ra thì nó cũng là một cái liều thuốc tâm lý cho chúng ta, để chúng ta không còn sợ những bài dài nữa. Đó. Hay. Nếu các bạn thấy video này hay thì có thể cho mình một like nhé. 今日はありがとうございました。また明日お会いしましょう。お疲れ様でした。